Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Health VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game một con game Tam Quốc vô cùng quen thuộc ha. Con người ta gì quên rồi ta. Con công hành xưng đế. À. Bỏ qua được mà, đừng chờ nó đã đánh đá chi cho mệt vậy. Ok, chúng ta sẽ đến với sự cai trị của Lưu Bị. Rồi, con này đầu vô thì chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game giúp heo hả? Chạy miết luôn thì nó sẽ lên được level 200. Bây giờ chúng ta đến với thông tin server đi hả? Này thì sẽ giải thích trong phần ấy luôn. Đây, game công hành xưng đế Việt hóa Open X3 chính thức 10 giờ ngày 15 tháng 9 2021. Phiên bản tướng xanh update và event in game hoạt động hàng ngày, top công quân công, quốc chiến và nhiều sự kiện khác. Lưu ý tham gia nhóm Zalo để tham gia event. Đây nhóm Zalo, fanpage game, đây. Hội nhóm, đây. Tải game, đây, copy link game ra web để tải. Rồi, admin hỗ trợ hot Zalo, đây. Rồi, tham gia sự kiện để nhận quà, khai mở server. Thể lệ tham gia, bước 1, like, share, comment, rồi tag, rồi gửi admin, rồi các kiểu ha. Rồi, lưu ý, game không sử dụng code, làm hết nhiệm vụ theo yêu cầu của game, rồi up từ tím lên xanh theo các bước, về theo các đội. Phần quà like xe 500 triệu kim nguyên bảo thần tướng hoa đà, 10.000 điểm khoa kỹ, quà tân hữu, nhiều quà tặng hấp dẫn in game thần tướng, quà gì tặng đăng nhập và VIP thần tướng VIP 15 hả. Rồi không tin thanh toán Momo Zalo Pay rồi Vietcombank hả. Rồi nè có tên luôn nè, đó, thẻ cào thì thẻ cào Viettel, nhân hai gói nạp đầu, gói nạp đặc biệt 100k level 60 đồ các kiểu nè hả. Rồi server có đua top bắt đầu 15 tháng 9 đến 30 tháng 9 ha, đua top 15 ngày. Top 1 500 triệu kim nguyên bảo, tướng lục ma, 20.000 mảnh lục ma, 100.000 đột phá đan, một set mệnh cách, một set trang bị mát nữa. Ok. Đó, rồi game này thì chúng ta cũng chạy như mấy game khác ha. Hết nhiệm vụ đầu thì chúng ta cũng vẫn chạy cho heo, chạy giết cho nào mà nó hết luôn, nó tới nhiệm vụ 30 á thì chúng ta nhận nhiệm vụ một cái thì nó sẽ lên luôn level 200 cho anh em ha. Ok, bây giờ heo sẽ chạy hết cái đống nhiệm vụ cái đã. Đây, heo chạy hết thì nó lên 27 nè hả. Đó, rồi nhận quà. Đó. Nãy giờ chạy hết cái đống bố bản luôn rồi hả. Đó, lên 28. Rồi anh em làm heo tiếp hả. Cứ thế ngày dài trôi đi hả. Đó, hình ảnh chân thật luôn đó. Đó. Đây, 28, đánh trận 2 trận nữa thì nó sẽ xong mà. Á đủ. Rồi, nó đi hết rồi. Rồi, nó đi hết rồi. Đùa thôi. Há mùi này mà nghe ho ho là nghe ớn ớn nha anh em. Hít dầu vô liền. Nghe đồn là hít dầu chị Covid á. Nghe đồn rồi nha. Đừng nói heo chị nha. Ok. Má còn nữa hả?
Thì nói chung anh em cứ chạy nhiệm vụ lên cho heo nha. Con này cũng khá là dễ chơi, đăng một con lên full đi rồi để nó chạy. Đó, ở đây thì heo nhét con này bên này. Rồi, con bên này chắc chuẩn bị đai rồi. Đây, tất sát cái nữa, đó. Để nhiều anh em nói hô ủa sao mà chạy nhiệm vụ tới đó rồi tự nhiên cái nó ngưng này nọ. Rồi sao mà biết lên được level này nọ cũng khổ. Mà hình như không đủ đam để lên được á. Trời ơi, chắc nó đi đời luôn rồi. Đó, hên quá nó xong rồi. 29 chúng ta sẽ lên được 30. Đó, 29. Rồi 29. Ủa, con này đang ở trận nào vậy ta? Biết là đột phá sẽ tốn nhưng mà tí nữa thì mà anh em đừng có nhận quà lúc đầu nha. Có VIP đồ này nọ thì chúng ta cứ lên nó cao cao rồi chúng ta hãy nhận nha anh em. Chứ mấy level dưới level ấy thì từ từ hãy nhận. Nhiều ông thì cứ nhận rồi không biết sao này nọ thì nó bị lỗi á nha. Ok, quên nhắc nữa. Để chút rồi mấy anh em chết luôn á. Đấy, đánh nào con ơi. Hả? Cái này nó không có tăng lên hơn nữa. Mẹ nó. Nó lên được có nhiêu đây à. À nó thì hồi nãy ngu ha. Đem con kia lên đây đánh cho nó lẹ. Đem con nhỏ này xuống. Á, nãy khùng bị chứ không. Mà nãy giờ để vậy. Nãy giờ heo để auto rồi nhắm mắt đi ngủ tí mới lên. Nhưng mà nó cũng nhanh anh em. Đó. Mấy cái phó bản đầu thì đánh cũng khá là dễ, cũng không có căng não như mấy cái phó bản kia hả. Từ từ lên rồi thì nó mới căng thôi. Má người ta là nữ mà nó đánh không thương tiếc luôn. Bà mẹ nữa. Rồi mày nổ một phát nữa là đi luôn nè. Đó, ok. Rồi xong cái 29 rồi, chuẩn bị lên 30. Đây. Ok, bấm một phát nữa. Á đủ. Để xong cái này luôn cái. Bà mẹ nè. Kêu 12 món lên 30. Mà không biết lên đây rồi nó lên được nữa không. À bây giờ phải đi ok. Đây, nhà dân chúng ta miễn phí nâng nhà dân lên. Ok, tăng cấp hành chính thôi nhanh mà. Rồi ra tăng cấp lên cái nhiệm vụ này thì ráng làm thì tí nó cũng lên được à. Thiệt đàn nhà dân đây. Võ tướng võ trường lên level 3 nữa hả. Chơi anh em. Ừ đúng rồi, có tăng ngay mà sao chúng ta không bấm gì đấy. Ok đó, lên 30. Ok. Rồi chúng ta đánh thêm một trận nữa. À bây giờ chắc là sẽ đổi cái trận hình cái. Không được. Ok, thôi để nó đánh luôn cho nó lẹ. Cái này chắc cũng nhanh nè anh em. Đó, bây giờ là hướng dẫn cặn kẽ luôn hả? Thank you.
ok, sắp xong rồi. Xong cái ải này nữa là nó sẽ lên luôn ha. Đó, hướng dẫn cặn kẽ vậy luôn á. Mà nhiều ông vẫn không làm được thì thôi bó tay rồi, không biết nói là tại sao luôn. Còn một đội ở phía sau nữa mà, con này đánh không được thì đội phía sau nó lo. Nộ lên con, á nộ lâu dữ à, chắc không kịp nộ quá. Rồi đi luôn rồi, rồi đi luôn rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi bưởi ơi. Đó, bây giờ nè, đó. À, đem cái đội này lên trước là được rồi, thiệt cái tình. Ok, nè, thấy không, ai xếp người chơi, đó, một phát một. Rồi, đó. Rồi bây giờ anh em cứ làm theo hướng dẫn rồi bấm nhận tiếp ha. Đó. Rồi cứ làm hết cái nhiệm vụ này đến nhiệm vụ nọ rồi đến nhiệm vụ kia thì nó sẽ lên luôn 20 thôi, 200 thôi. Đó, có nhiều ông là hỏi ủa sao vô nó không có full level 200 như anh Heo nói. Đó, 200 rồi nè, thấy không? Đấy, khổ lắm cơ. Mới nhắn tin admin xin quà lái xe. Để nó ra là cái quà lái xe nó nằm ở cái nhiệm vụ 15 là đã có rồi. Nhưng mà chúng ta từ từ hãy nhận ha. Anh em làm tới nhiệm vụ level 200 đi, chứ không thì nó sẽ bị lỗi á. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi nhận VIP ha. Đây, Nhận VIP trước ha. Heo trình tự giúp heo nha. Đây, chúng ta sẽ đi nhận VIP và tướng. Đây có một con tướng, hai con tướng, ba con tướng, bốn con tướng, năm con tướng, sáu con tướng, bảy con tướng, rồi tám con nè hả, rồi chín con nè hả, rồi 10 con nè, rồi 11 con nè, đó, hết rồi đó, tổng là 11 con màu xanh nữa, đó. xanh thì lá cũng xanh ha. Ừ, rồi bây giờ ra cắn cái vé, cái này là hướng dẫn từng ly từng tí cho tất cả anh em luôn ha, vừa người mới, người cũ rồi để biết cách chơi, đó, Umbrellasibur đã lên được VIP 15, rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi nhận VIP cái đã. Và VIP thì khá là nhiều ha. Nhận xong cái này thì đố hàng nào mà nó đánh lại chúng ta, trừ khi là những hàng nạp tiền và những hàng biết chơi hả. Còn như heo là những hàng không biết chơi thì méo đánh lại ai rồi. Chỉ là giới thiệu cho anh em thôi. Thiệt giờ ngại chơi cái game nào mà biết nhiều quá. Biết nhiều quá cái bỏ không được anh em. Cuộc đời nó ngộ vậy á. Chơi cái nó mê, cái đầu nó không bỏ được. Trời, có nhiều thứ nó chơi mà nó mê lắm. Anh em mà tới đây mà biết cái nào mà hay chơi, mà hay mê thì like giùm heo một cái ha. Để heo biết được là có bao nhiêu người biết được cái gì chúng ta chơi mà mê ha. Ok, rồi, đóng cái đống này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến quà VIP, quà like share. Đây một nồi nè. Nè, đó. Rồi 10.000 điểm, điểm này điểm gì? Khoa kỹ nè hả? Rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5. Nè, 5 nè. Mỗi cái như vậy là 100.000. Nhận nào. Đó. Hoa đà. Ok là hoa đà nè. Đó. 5.000 vạn, 5.000 triệu gì đó. Ok. Đây, đã lụm xong ha. Bây giờ lướt qua event sự kiện nè. Đầu cơ tích trữ vậy nè. Phút bao, lễ bao. Rồi quốc chiến chúng ta sẽ nhận được mạnh tướng đồ nè hả. Đó, đầy nhóc luôn.
rồi xung kích, xung trận, ra trận 100 lần, 200 lần sẽ được quà nữa nè ha. Rồi sự kiện công hành, à đó. Chiến chiếm đóng 100 hành trì, mới có 4 hành nè, à đó, đầy đủ hết. Đăng nhập, ô quà, quà quá trời nhiều luôn. Rồi sự kiện ngày lễ, đó. Bỏ bản, đó. Online đồ này nọ, đây còn 5 ngày nè hả. Rồi ở đây thì shop, shop có gì đâu mất mẹ nó rồi. Cái cửa hàng vinh dự, tiệm kỳ trân cát, tiệm vinh dự đây, vinh dự có bán đồ được chút ít, tiệm hồn, tiệm kinh hồn. Rồi bây giờ hướng dẫn anh em tăng mấy con màu xanh này lên nè hả. Đây, bây giờ chúng ta sẽ nâng đại nó một hai con nào lên. Đó, hướng dẫn rất là tận tình ha. Nên là chúng ta hãy giúp heo like thật mạnh tay vào hả. Cái nút like nó nằm ở dưới cái video. Nó rất là dễ luôn, bấm giúp heo vô cái đó là được rồi. Đấy, cái video nào cũng được 100-200 like thì chắc là người làm video sẽ vui lắm. Okay. Anh em cứ tăng đại nó lên một hai cái level cũng được anh em, để chúng ta có cái mà chúng ta đi trùng sinh chứ không phải là gì đâu. Nhiều ông nói ủa tăng vậy chi vậy, có tác dụng là gì? Ừ, chỉ cho đẹp thôi anh em à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi chuyển sinh đó hả. Đấy, hướng dẫn tận tình từng bước căn bản. Hoa đà đây, chuyển sinh. Đây, rồi giờ chúng ta ra coi lại con hoa đà đã lên được level 1 cộng 17. À, mấy con kia anh em vẫn làm y vậy ha. Rồi thì thông tin server heo để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Thì nhắc lại thông tin server ha. Đây, công thành Sơn Đế Việt Hóa Open X3 10 giờ ngày 15 tháng 9 ha. Anh em nào không biết nữa thì nhắn tin hỏi admin ha. Đấy, rồi quà quýt đồ thì phi nửa tỷ ha. Đó, không có nhiều, nửa tỷ kim nguyên bảo. Đó, thầy chơi cho vui đi. Đó, nâng tướng này nọ thì chắc là anh em đã biết rồi. Rồi, ok, thôi, bye bye, chào tạm các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.